Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Ukraine bắn hạ chiến đấu cơ Su-25 của Nga tại Donbass. Ukraine công bố mô hình Patriot giả bị Nga tấn công. NATO và Hàn Quốc chuẩn bị dự án hàng đầu về Ukraine. Bộ Ngoại giao Hungary 6 tháng tới sẽ là sứ mệnh hòa bình. Tổng thống Biden đối đầu với đảng Dân Chủ tiếp tục ứng cử Tổng thống Hamas đang chờ phản hồi của Israel về đề xuất ngừng bắn. Lốc xoáy ở Sơn Đông khiến 88 người Trung Quốc thương vong. Ba quốc gia đảo chính quân sự ở châu Phi lập liên hiệp. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Y Ngọc xin kính chào quý khán thính giả đã đến với bản tin trưa của kênh Sống với Dây Tinh Hoa thứ hai ngày 8 tháng 7 Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh để cập nhật tin tức. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi các bản tin. Thưa quý vị, nhóm chiến lược hoạt động Khotishia trên Telegram cho biết, các xạ thủ phòng không thuộc lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 của Ukraine đã bắn hạ một chiến đấu cơ đa nhiệm tấn công Su-25 của Nga ở tỉnh Donetsk. Trích dẫn của quân đội Ukraine cho thấy, Ukraine đã bắn hạ một chiến đấu cơ Su-25 của Nga khi nó đang tấn công vào các vị trí của lực lượng phòng thủ trên mặt trận Pokrovsk các xạ thủ phòng không của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 110 mang tên trung tướng Mark Peruchko đã phá hủy chiếc Su-25 này, khiến nó bốc cháy trên thảo nguyên Donbass của Ukraine. Ngoài ra, cũng trong một nguồn tin từ trang Ukrainska Pravda, trích nguồn của cơ quan an ninh Ukraine SSU tuyên bố, một vụ nổ lớn khác cũng đã xảy ra tại một kho đạn dược giả dạ chiến gần ngôi làng Sergeyevka, tỉnh Voronezh của Nga vào đêm mùng 6 rạng sáng mùng 7 tháng 7 do UAV cảm tử của SSU tiến hành gây ra. Người Nga đã sử dụng cơ sở có diện tích 9.000m2 này để lưu trữ hỏa tiễn đất đối đất, đất đối không, đạn pháo cho xe tăng và pháo binh, cũng như các hộp đạn vũ khí nhỏ. Tất cả những vũ khí này sẽ được người Nga đưa ra chiến trường. Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy tiếng nổ vào ban đêm, Nguồn tin nói thêm rằng, có khả năng rất cao xảy ra các vụ nổ bất ngờ tại các cơ sở của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, nơi đang cung cấp vũ khí cho cuộc chiến chống lại Ukraine. Chính quyền Nga cũng đã xác nhận vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở tỉnh Voronezh của Nga tại một kho chứa thuốc nổ sau một cuộc tấn công bằng UAV. Thêm một khu vực nữa tại Nga xảy ra hỏa hoạn khi một đám cháy cũng đã bùng lên trên một kho dầu ở vùng nông thôn Leningradskaya, phải mất hai ngày lính cứu hỏa Nga mới dập tắt được đám cháy. Chính quyền địa phương báo cáo một cuộc tấn công bằng UAV đã khiến một thùng nhiên liệu bốc cháy vào đêm ngày 5 và ngày 6 tháng 7. Người Nga cũng báo cáo về một cuộc tấn công bằng UAV cảm tử ở vùng nông thôn Bafloskaya và xác nhận thông tin trên. Thưa quý vị, tư lệnh lực lượng không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Oleschok tuyên bố RBC Ukraine đưa tin trích dẫn từ Telegram của ông cho biết người Nga đã báo cáo về các cuộc tấn công nhằm vào phi cơ Ukraine tại phi trường Kiberi và hệ thống phòng không Patriot gần Yuzhny, nhưng đây chỉ là những mô hình thiết bị quân sự. Vài ngày trước, các nhà tuyên truyền Nga đã nói về một cuộc tấn công được cho là của Iskander nhằm vào căn cứ không quân ở Kiberi, và sau đó họ đưa tin về một cuộc tấn công được cho là nhằm vào hệ thống phòng không Patriot ở khu vực Yuzhny. Để chứng minh cho lời nói của mình, quân đội Nga đã công bố video từ UAV trinh sát nhưng thành tích ghi lại hóa ra chỉ là các cuộc tấn công giả tướng olechot viết tôi trình chiếu hai cuộc tấn công mới của quân đội nga do iskander em thực hiện được quay từ uav trinh sát của nga phi trường donginshevo của nga và khu vực Yuzhny được các nhân viên của lực lượng không quân thực hiện thành công các biện pháp phòng thủ thụ động xin cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ chúng tôi bằng các mô hình vi cơ và hệ thống phòng không chất lượng cao Đồng thời, ông Oleschuk nói thêm rằng Iskander của quân đội Nga đã ít hơn và các mô hình sẽ còn được chuyển đến. Thưa quý vị, việc nối lại quan hệ giữa các chế độ độc tài, đặc biệt là trong việc cung cấp vũ khí của Triều Tiên và Iran cho Liên bang Nga, để kích động chiến tranh ở Ukraine, việc Trung Quốc cung cấp cho Moscow hàng hóa lưỡng dụng, cung cấp nhiên liệu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, đòi hỏi NATO phải hợp tác chặt chẽ hơn với những người bạn của mình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Liên quan đến vấn đề này, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Washington. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã lên tiếng về điều này. Ví dụ với Seoul, liên minh dự định phát triển hợp tác thực tế trong các dự án hàng đầu ở Ukraine. Dự án này một phần liên quan đến việc giáo dục về lĩnh vực y tế cho binh lính Ukraine. Ngoài ra NATO dự định thảo luận với phía Hàn Quốc về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quân sự cũng như mở rộng trao đổi thông tin tình báo. Trong tháng 6, chính quyền Hàn Quốc đã công bố quyết định xem xét lại vấn đề hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đây là cách Seoul phản ứng trước cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đứng đầu chế độ Triều Tiên ông Kim Jong-un, cũng như việc ký kết hiệp ước quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Sau đó, giới truyền thông đã đưa tin rằng số lượng vũ khí cung cấp sẽ phụ thuộc vào quan điểm của Điện Kremlin về mối quan hệ với Triều Tiên và không loại trừ việc chuyển hệ thống phòng không đạn pháo 155mm cho Ukraine. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hungary cho biết 6 tháng tới sẽ là sứ mệnh hòa bình. Điều này được tuyên bố trên Facebook của Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Sijato. Ông Sijato đã nói về những lời chỉ trích các chính trị gia châu Âu đã chống lại Thủ tướng Hungary Viktor Orbán trong chuyến đi của ông đến Moscow, nhưng Budapest đừng xấu hổ về những cuộc tấn công này. Theo ông, sứ mệnh hòa bình sẽ không dừng lại và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, các chính trị gia quân sự chiến tranh cần thắt dây an toàn và theo dõi tin tức vào tuần tới. Đầu tuần trước, ông Orbán đã đến thăm Kyiv và Moscow, nơi ông đã đề xuất một lệnh ngừng bắn trước các cuộc đàm phán hòa bình giả định giữa Ukraine và Liên bang Nga. Chuyến thăm của ông đến Nga đã bị chỉ trích trong EU và các quan chức châu Âu nhấn mạnh rằng ông Orbán không có nhiệm vụ của EU trong chuyến đi này chuyến thăm của Thủ tướng Hungary tới Moscow cũng đã bị lên án ở Washington. Tòa Bạch Ốc nói rằng điều này không đóng góp cho hòa bình hay chủ quyền của Ukraine. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tiết lộ ấn tượng của mình về chuyến đi tới Moscow để gặp người đứng đầu Điện Kremlin, ông Putin, đồng thời hứa hẹn sẽ có những cuộc gặp bất ngờ trong tương lai. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden người đang đấu tranh để cứu vãn nỗ lực tái tranh cử đang gặp nguy hiểm, đã sử dụng một cuộc phỏng vấn truyền hình rất được mong đợi để liên tục từ chối thực hiện đánh giá y tế độc lập nhằm cho cử tri thấy ông có thể tiếp tục phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa. Ông Joe Biden cũng đổ lỗi cho màn tranh luận thảm hại của mình là do một sự việc tồi tệ và nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, tiếng nói của Đảng Dân chủ đã kêu gọi ông Joe Biden từ chức đang ngày càng lớn từ các nhà tài trợ từ các chiến lược gia, từ các nhà lập pháp và cả cử tri của họ, những người đã nói rằng ông nên rút lui. Tổng thống Joe Biden đã gạt bỏ tất cả những lo ngại rằng ông không thể đánh bại đối thủ truyền kiếp Donald Trump. Đồng thời ông tuyên bố rằng chỉ có Chúa toàn năng mới có thể thuyết phục ông từ bỏ cuộc đua. Vào thứ bảy vừa qua, một nhà lập pháp dân chủ đã công khai nói rằng Tổng thống Biden không nên tái tranh cử, dân biểu Angie Clark của Minnesota cho biết. Sau những gì bà thấy và nghe trong cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump, sự thiếu phản ứng mạnh mẽ của ông Biden sau đó đã khiến ông nên từ chức và cho phép một thế hệ lãnh đạo mới phải bước lên phía trước thay thế. Chỉ còn 4 tháng nữa là đến ngày bầu cử, không bên nào trong đảng có thể chịu đựng được màn kịch nội bộ này lâu hơn nữa. Tuy nhiên, nó chắc chắn sẽ kéo dài cho đến khi ông Joe Biden từ chức hoặc Đảng Dân chủ đã nhận ra ông không từ chức và họ đành phải kiềm chế mối lo ngại của mình đối với cơ hội của ông Donald Trump. Thưa quý vị, Hamas đang chờ phản hồi từ Israel về đề xuất ngừng bắn. Hai quan chức của nhóm Palestine cho biết vào hôm Chủ nhật, 5 ngày sau khi họ chấp nhận một phần quan trọng trong kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 9 tháng tại giải Gaza. Một trong hai quan chức của Hamas giấu tên nói với đài Reuters. Chúng tôi đã để lại câu trả lời cho những người hòa giải và đang chờ phản hồi từ phía chiếm đóng. Kế hoạch 3 giai đoạn cho vùng đất Palestine được tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đưa ra vào cuối tháng 5 đang được Qatar và Ai Cập làm trung gian. Kế hoạch này nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh và giải thoát khoảng 120 con tin Israel đang bị giam giữ. Một quan chức của Palestine khác, người hiểu biết về các cuộc thảo luận ngừng bắn, đã cho biết Israel đang đàm phán với phía Qatar Họ đã thảo luận với Hamas về phản ứng của họ và hứa sẽ cung cấp cho họ phản ứng của Israel trong vòng vài ngày tới, một quan chức giấu tên nói với đài Reuters. Thủ tướng của Israel ông Benjamin Netanyahu cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong tuần này nhưng không đưa ra dấu mốc thời gian chi tiết. Hamas, lực lượng kiểm soát Gaza, đã từ bỏ yêu cầu chính là Israel phải cam kết ngừng bắn vĩnh viễn trước khi ký thỏa thuận. Thay vào đó họ cho biết giai đoạn ngừng bắn sẽ kéo dài 6 tuần trong thời gian đầu, đồng thời không nêu thêm chi tiết về cuộc đàm phán. Thưa quý vị, theo báo cáo từ CCTV và các kênh truyền thông của Đại lục, Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông đã thông báo chiều ngày mùng 5 tháng 7 đã bị ảnh hưởng bởi rãnh cao độ và luồng không khí nóng ẩm ở phía tây nam, ở dìa áp cao cận nhiệt đới khiến thảm họa lốc xoáy đối lưu nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Đông Minh, huyện Quyên Thành, thành phố Hà Trạch, khiến 83 người bị thương và 5 người khác tử vong. Xác minh sơ bộ cho thấy 2.820 ngôi nhà đã bị hư hại, 60.900 mẫu đất nông nghiệp đã bị ảnh hưởng và 48 đường dây điện đã bị hư hỏng. Theo Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp ở tỉnh Sơn Đông, vào ngày 4 tháng 7, lốc xoáy cũng đã xảy ra tại huyện Nghi Nam, Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông khiến cây cối đổ rạp nhưng không có thương vong. Vào lúc 3 giờ 30 chiều vào ngày 5 tháng 7, đài khí tượng thành phố Hà Trạch cũng đã phát đi cảnh báo màu cam đối với kiểu thời tiết đối lưu mạnh. Dự kiến từ chiều đến đêm cùng ngày ở một số nơi trên địa bàn thành phố sẽ có thể xuất hiện lốc xoáy, rông và gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 10. Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc được mã hóa bằng màu sắc tương đương với 4 cấp độ, trong đó đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam. Cư dân mạng từ Sơn Đông trên mạng xã hội Douyin đã cho biết, đây là lần đầu tiên sau 25 năm, chúng tôi gặp phải một cơn lốc xoáy. Một số người đã than thở, trái đất đang trả thù loài người, bây giờ là thời mạt hậu, bạn cần phải hối cải. Thưa quý vị, Burkina Faso, Mali và Niger đã ký một hiệp ước thiết lập liên hiệp nhằm tăng cường hội nhập sau khi ba quốc gia này đều chọn rời khỏi khối ECOWAS của châu Phi. Lãnh đạo của Burkina Faso, Mali và Niger đã ký một hiệp ước có tên là Liên hiệp Quốc gia vùng Sahel ở hội nghị thượng đỉnh tổ chức ngày 6 tháng 7 tại thủ đô Niamey của Niger. Động thái này nhằm tăng cường hội nhập giữa các nước, tuyên bố đã phát sau hội nghị cho biết. Liên hiệp viết tắt là AES, lãnh đạo của Niger là Abdourahamane Tiani đã mô tả hội nghị thượng đỉnh AES là đỉnh cao của quyết tâm chung nhằm giành lại chủ quyền quốc gia. Ba quốc gia này cũng đã từng ký hiệp ước phòng thủ chung vào hồi tháng 9 năm 2023. Mali, Burkina Faso và Niger đã công bố hiệp ước được gọi là Liên minh các quốc gia Sahel vào tháng 9 năm ngoái. Hiệp ước này cho phép họ hợp tác trong trường hợp nổi loạn vũ trang hoặc xâm lược từ bên ngoài. Ba quốc gia này đã rút khỏi ECOWAS vào hồi tháng 1 năm ngoái sau khi khối khu vực này có lập trường cứng rắn để chống lại các cuộc đảo chính. Khi khu vực Sahel chuyển hướng sang liên minh với Nga, Hoa Kỳ sẽ hoàn tất việc rút quân khỏi một căn cứ quan trọng ở Niger vào hôm Chủ nhật, nơi mà họ đã từng xây dựng để chống lại các nhóm vũ trang tuyên thệ trung thành với Al-Qaeda và ISIS. Khoảng 1.000 quân nhân Hoa Kỳ đã chuẩn bị rút khỏi căn cứ không quân 101 của Niger. Trong biến cảnh bối động chính trị và quân sự sau cuộc đảo chính, các nhóm vũ trang vẫn tiếp tục gây ra mối nguy hiểm đáng kể cho toàn bộ khu vực. Tại Mali, báo cáo cho biết lực lượng quân sự đã hợp tác với lính đánh thuê Wagner của Nga để tham gia vào hoạt động sát hại dân thường một cách bừa bãi. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trưa của kênh Sóng với giây tình hòa đến đây đã kết thúc. Một lần nữa, Yên Ngọc xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp.